Board Game Day. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Board Game Day, nơi bọn mình dành riêng cả một ngày chỉ để chơi board game. Và ngày hôm nay, bọn mình sẽ cùng nhau hóa thân thành các nhân viên của Cục Tình Báo để cố gắng tìm xem danh tính của kẻ nội gián đang âm thầm phá hoại từ bên trong là ai. Với trò Spyfall. Trong Spyfall, mỗi người sẽ được phát một thẻ bài danh tính. Nếu lá bài thể hiện thông tin về nơi làm việc và ngành nghề hoặc vị trí của bạn trong tổ chức, xin chúc mừng, bạn là người liêm chính và thuộc về số đông. Nice. Hãy khéo léo đưa ra những câu hỏi để nhận diện đồng đội và trả lời thật khôn ngoan, tránh để điệp viên có những thông tin quan trọng. Còn nếu bạn cầm lá bài điệp viên, bạn phải trà trộn vào đám đông, hoặc là tìm ra địa điểm bí mật, hoặc là cứ ẩn thân, chọc gậy bánh xe làm nhiễu sóng những người chơi khác. Bắt đầu từ người chia bài, mỗi người sẽ lần lượt được hỏi người khác một câu. Quá trình này sẽ diễn ra trong 8 phút. Trong khoảng thời gian này, mỗi người sẽ có quyền dừng đồng hồ để buộc tội một kẻ tình nghi là spy. Nếu tất cả mọi người đồng tình với lời buộc tội, kẻ đó lúc này phải lật ngửa lá bài. Nếu lá bài được lật lên là lá điệp viên, tất cả người chơi còn lại thắng. Nếu lá được lật lên không phải là điệp viên thắng. Nếu điệp viên quá sốt ruột, ngoại trừ khoảng thời gian buộc tội, hắn cũng có thể tự lật bài để lộ danh tính và đoán luôn địa điểm bí mật. Đoán trúng, điệp viên thắng. Đoán sai, hắn lập tức thua. Vậy em, theo em thì cái người mà em cần đề phòng nhất trong cuộc chơi hôm nay sẽ là ai? Chắc là anh Thành, trông mặt rất đáng nghi. Chưa chơi mà. Nếu mà một người trong số chúng ta nói dối thì ai sẽ là người mà anh nghĩ rằng là nói dối lộ liễu nhất? Anh nghĩ có khi là anh ấy, bởi vì anh để ý là lúc anh chơi mấy game ẩn vai ấy, kiểu anh một nhé, có hai trường hợp. Một là anh rất lộ. Hai là anh nhập vai quá xong anh quên mất luôn cái ưu tiên của mình ấy. Nhưng mà bước vào trò chơi này thì tôi cũng như một tờ giấy trắng thôi. Tôi cũng không chuẩn bị cái sự chính xác của tôi trong mình. Ra từ lúc đến đây là chuẩn bị một tinh thần là ai đấy sẽ lên lẹo chơi những cái trò kiểu như là phải tìm ra kiểu thủ phạm ấy. Tôi đã chuẩn bị mình tinh thần có cần. Ok, chúng ta bắt đầu bấm giờ nào. Không. Tìm con chuột thôi. Câu đầu tiên em muốn hỏi anh Vũ. Ok. Người hay đến đây vào buổi sáng hay là buổi tối? Để một lần nữa chứng minh sự tự tin của người tốt, anh sẽ khẳng định là mặc dù câu trả lời này hơi mạo hiểm nhưng mà anh thì ưu tiên việc mình không bị nghi ngờ. Anh sẽ không trả lời đứt đôi. Anh khẳng định là đa số đến đây vào buổi sáng. À. Sáng. Giờ rồi chưa? Ok, cảm ơn anh. Đến lượt Ly. Hỏi. Ví dụ như mà tớ mặc một cái trang phục như này đến đấy thì được không? Trang phục đến đấy mà tùy. Không, không tùy. Sợ tùy. Nghĩ là tớ nghĩ là cũng không ai phản xét cậu đâu. Thì muốn là không ai đọc nhé, cậu, người khác thì có thể bị. Ừ. Thì tớ hỏi Tú Bách. Thế địa điểm này là ngoài trời hay trong nhà? Ngoài không nếu là không gian ngoài trời hay là nằm kín? Cũng khói chứ. Nó có cả hai. Nhưng mà thông thường theo tưởng tượng của mọi người thì nó là ở ngoài trời. Ok, cậu chắc chưa? Chắc. Về đây bảo. Ừ. Ok, khỏi Mỹ Linh. Ừ. Những người thường xuyên ở đây, ở trong cái khu vực đấy, người ta có nói nhiều không? Những người hay ở đấy nhất ấy, người ta có nói nhiều không? Buồn cười. Không, được sức để nói. Sức để nói. Ok. Ai đấy hãy hỏi là không đủ sức hay không có sức đấy. Rồi, bây giờ ai chưa được hỏi thì anh sẽ thích mọi thông tin từ nhiều nhất. Anh chưa hỏi này. Phong chưa được hỏi. Ai phục thù này. Không phải, anh đang muốn là lấy thông tin từ tất cả mọi người. Phong chưa đổi à? Phong... Theo em chỗ này có cái gì nó vuông góc không? Thế thì sao? Sao còn hình học vậy? Cái gì hình học luôn? Có gì vuông góc không ạ? Ừ. Để xem nghĩ thêm trả lời nhé. Nghĩ vậy? Xong rồi tí sẽ hỏi có hai cạnh kề. Cái này tùy được đấy. Đúng rồi, nghe tùy vào... Tùy vào... Không, tùy vào gu thẩm mỹ của... Gu? Của học. Ok. Của người đó. Người đó là người thân người đó.
Anh biết chơi khó. Anh thấy mặc đồ màu gì đây là tốt nhất. Ok, như anh đã trả lời Ly, nếu mà Ly mà mặc cái đồ như thế này ấy, không hoài bản xét kìa. Cho nên là em mặc gì em mặc. Tôi hỏi cho anh đi. Tức là ở khu vực này ấy, thì tôi có ở gần nhiều người và xung quanh tôi ấy, có nhiều người. Nếu mà anh giống họ thì anh ở gần rất nhiều người. Ok, nhiều thông tin quá. Ai cũng trả lời nhiều thông tin. Tôi hỏi Cầm này. Ở đây bật nhạc có sôi động không anh? Thực ra câu này trả lời tùy được ấy. Bởi vì tùy sẽ tùy theo dịp. Nhưng mà chung chung nhất thì sẽ là không. Nếu các bạn tăng hết và muốn tố cáo thì có quyền bảo tôi dừng đồng hồ nhá. Ai cũng cao tay rồi. Điệp viên của cuộc tình báo. Tôi xin phép được tố cáo anh Thành. Người ở đây có ai đồng ý không? 1, 2, 3. Vẫn còn có những người chưa thì chúng ta lại tiếp tục này. Có những câu hỏi tiếp tục trả lời đúng không? Hỏi Ly đi. Ở cái địa điểm này có nhiều xe cộ qua lại. Tại sao lại chần chừ thế hả Ly? Chắc là không thế nhỉ? Cái này tôi không biết thật. Chắc là không. Không được hỏi gì thêm. Được đâu đi. Được rồi, cái này tôi không biết thật. Hỏi Mỹ Linh đi. Em nghĩ anh Thành, đây có phải một người phù hợp với địa điểm này không? Tôi thấy anh này ở chỗ nào ở chỗ đấy luôn. Rất là hợp. Ok, được đồng hồ. Hợp lý, hợp lý. Ở đây thì anh hỏi đi. Ở đây thì theo em nó có ghi nhiều số không? Có. Rõ ràng. Bởi vì là tôi lùng xu thắng rồi, thế nên ok. Em có thì bảo chị còn 24 giây. Nếu mà không đoán mấy giờ là sai anh rồi, anh tô rồi. Anh nếu được hỏi mà chưa ai vote là em hỏi nhanh thì anh cũng muốn được hỏi. À thế ạ? À? Ok, chị cũng khỏe không? nào. Ok. Người ta đến một lần rồi có hay đến đây lại không? Có. Rất là nhiều. Tố. Dừng. Tố. Dừng. Tố. Rồi nhường nhường phòng, Phòng một đi. Tố Mỹ Linh. Hả? Mỹ Linh á? Tại sao có thể thế? Okay. Rồi nào, chúng ta anh em đến 1, 2, 3 là mọi người sẽ đồng tình với em. 2, 3. Không biết gì, đồng tình. Anh Tố, sorry nhưng mà hiện tại thì thông tin anh chỉ có thể tố Ly. Ok, những ai muốn dí của Ly. 1, 2, 3. Có quá spy chơi kín. Kẻ nào là spy vào đi. Nó phong. Nhưng mà nếu không thì... Chết rồi mày còn đoán spy thẳng đúng không? Hết giờ thì cái lượt tố đấy sẽ đi vòng tròn cho đến khi nào mà có đủ người lượt tố. À bên lượt tố phải là được hỏi nhau. Đúng rồi, tôi không được hỏi gì nữa, chỉ được tố cáo lẫn nhau thôi. Okay. Em vẫn giữ nguyên quan điểm là anh Thành. Em vẫn rất là ghi anh Thành này. Thật ra là em giúp lại em không ghi chữ Ly ở đây cho nữa. Ly trả lời rất là dứt khoát. Sao? Còn có những cái câu mà Ly bị hỏi thì bản thân mình cũng hơi phân vân một chút. Thế là Tố Anh, Tố... Thế là Tố Thành. Ai đồng ý với tôi thì giơ tay. 1, 2, 3. Hôm nay một chơi kín. Chơi rồi. Cái đến Ly hả? Ly, vừa nãy Tố Thành một lần rồi và không thể được quyết định. Nhưng mà nếu mà bây giờ tôi tố thì trực giác phụ nữ ý án thì số vẫn như thế mà sao đủ nhỉ? Nhưng mà phải đủ có bằng chứng thuyết phục ấy. Em có thể mention một cái gì đấy mà bị nhiều khi là một cái quên ấy. Đúng rồi. Thành ấy chỉ nhớ là những câu hỏi của Thành toàn liên quan đến trang phục hoặc là có nên làm gì ở đấy không ấy. Xong em hỏi Thành một câu là
nếu mặc như mặc trang phục như em thì câu hỏi của câu trả lời là không ai phản xác cậu đâu. Khó đấy. Là em thấy câu trả lời thấy nó chỉ mang tính chống đỡ chẳng hơn đúng không? Mang tính xã giao, mang tính gọi là an ủi. Thôi chắc là cái này coi như là mình chứ ở cái xua. Tiếp tục đi. Tiếp tục lên cái gì đi. Cho nó đúng đi thành. Là ai đồng tình? Đếm đi. 1, 2, 3. Không phải phun cơ, phải đủ phun. Thế là kể anh hơi vân vân thì kể của anh giờ thì cầm phun dơ này. Có quá nhỉ. Nhiều tố thôi mày. Ủa, mày muốn cái gì nhá? Cần xem sôi động, câu hỏi đã là đã bảo đấy. Thôi cứ tối mai hỏi cho như là mình có một cái lựa chọn khác. Em hỏi về câu gì? Em hỏi thì định là một câu là gì? Người hay đấy có gì có nói nhiều không thì ấy. Có nói nhiều không? Sau đó bảo là không có sức. Không có sức để nói. Thậm chí anh tìm một link tìm đối tượng phải tìm đối tượng nữa. Nhưng ok rồi. Khó thôi cứ dí đi. Bừa. Giờ gần như là không nghĩ được thế. Bây giờ là mình sẽ bắt đầu từ phong và mình sẽ gọi là chuyển sang đa số nhá. Thế không, nên có đại thành đi. 3, 2, 1. Giờ hết đi chỗ này. Không cản, không cản. Anh không muốn tay anh về máu. Tay anh đa số rồi không? Em đã hay đâu. Yeah. Thế sao mọi người không nghe tôi từ đầu? Các bạn cái câu xe cộ làm anh không thể nghĩ không nghĩ ly được ấy. Nhưng mà xe lại đi sang chỗ người qua. Nhưng mà tính là đến là ok. Nhưng mà đi vào đi câu cổ cầm là đi lại. Qua lại. Trời này vui quá, chơi thêm lắm. Chơi thế thôi. Căng thẳng à? Ừ, nó bị căng thẳng đấy. Spy căng thẳng của mình là không phải sợ mà. Spy là căng thẳng. Nào, bây giờ ván trước anh Thành là spy. Thì ván này mời anh là người chọn. Bóc số. Mời múc bóc chữ số. Đấy. Ok luôn. Biết đâu là spy biết sao. Ai mà biết được đúng không? Mình mọi người biết sao. Bạn đã từng chưa? Các bạn đã spy à? Các bạn đã bao giờ chưa? Bây giờ tôi sẽ chia bài. Và lần này thì chúng ta sẽ đi ngược lại với cả vòng lần trước. Tại nó hợp hả? Cái mắt chị không hiểu ấy. Hỏi đi. Thôi thì hỏi người khác vậy. Hỏi Mỹ Linh. Dạ. Chỗ này đâu ấy? Nó có thẩm mỹ không? Thẩm mỹ ạ? Thẩm mỹ không? Một khái niệm. Mơ hồ nhỉ? Cái này nó theo quan điểm của từng người ấy. Thì đấy, đang muốn xin nghe quan điểm cái này như thế nào. Cá nhân mà tôi thấy là đẹp lắm. Cá nhân thì đẹp. Nhất là vào đầu ngày. Đầu ngày? Đầu gì? Đầu ngày. Đẹp lắm. Rồi, anh Thành. À tôi à? Ừ. Tùng Thành Phong. Chỗ này mình có phải mặc đồ giống nhau. Nó gọi là đồng phục được không? Ok. Không một là gì nhưng mà là đồng phục. Thế mà vấn đề tùy theo vị trí hay công việc của người ta chứ. Đâu phải ai đến đây cũng chỉ có. Ôi anh Vũ. Ờ. Ok ạ. Đây có lạnh. Điều hòa lạnh lắm. Rất lạnh. Lạnh lắm. Anh không thể trả lời tùy nhưng chắc chắn. Để nó lạnh không. Thế nhá. Thì mùa nó tùy nơi. Nhưng ví dụ, giả sử cùng một vùng thì thường chỗ này lạnh hơn chỗ khác cùng vùng đấy. Yes. Anh hỏi cầm này. Anh Thành, ba người cả nhau. Cầm. Chưa rồi. Ở đây sao anh biết em đang định hỏi anh? Là ở đây có cái gì nặng không? Có chứ, em nghĩ là có chứ. Có nhưng mà vẫn có đây vật lý nhỉ? Mình trốn khỏi hình học như vậy thì thành vật lý chất nặng. Sắp tới hóa học thì nó sẽ thành cái hóa chất của anh. Ông du khách này nhìn thấy cũng có học thức rất luôn. Khu vực này có nhận nhịp không? Có không? Chị chắc chắn là có không rồi. không cho tùy. Không cho tùy nhất đôi, nhộn nhịp. Nhộn nhịp, ok, nhịp.
Có cần có được miêu tả thêm không? Không, không cho. Ai hỏi chỉ có khó không à? Ờ, hiểu nhỉ. Ừ. Ai đấy, hỏi cái người mà tự định hỏi nhất mình. Thế thì theo anh là đây là một địa điểm cố định hay là một địa điểm nó di chuyển liên tục được? Ui. Không có trả lời thôi. Không, câu này không có gì cả. Nhưng đa số nó cố định nhá. Ok. Cố định. À, anh gấp cái câu trả lời. Anh không muốn nước đôi. Ok. Nhưng mà nó cố định. Nhưng nó cố định. Ok. Anh cũng không muốn bị nước đôi. Tự tin là có người đấy. Ok rồi, đều qua. Đến anh. Lý hỏi. Tớ hỏi cầm nhá. Ở chỗ này, khu vực này có phù hợp đối với những người mắt kém không? Mắt kém. Nếu như mà có vấn đề về mắt kém. Mắt kém là nhìn cận thị hay là kiểu có những cái bệnh về mắt. Là tớ không bị bệnh về mắt kiểu như thế cho nên là không biết là nếu ở đây thì nó có cái vấn đề gì không, nhưng mà cũng không thể trả lời nước đôi được. Trả lời đi, có không? Cay lắm. Không trả lời nước đôi được, có không? Cười thế nhỉ. Người bị bệnh mắt thì người ta cũng ấy được, không có vấn đề gì cả. Ok. Anh có em không bị bệnh mắt cho nên em cứ trả lời. Ok, anh có cầm. 3, 2, 1. Cầm dữ lắm. Ủa, mới có 3 thôi. Mình không hiểu rõ câu hỏi. Chưa loading được 100% nên là. Không hiểu rõ. Nghe à, tiếp tục phát chúng vào bảo. Nhưng anh không được vote nữa rồi, ok. Anh không được vote nữa à? Ừ. Tiếp tục. Mỗi người một lần thu hủy. Mày đấy. Chính xác là tôi không có khả năng để trả lời câu hỏi đấy. Không đủ hiểu biết. Hỏi Phong nhá. Ok. Chỗ này là có sóng gió. Liên quan đến tên của như đen này cái bóng. Cũng có. Hỏi Ly. Ừ. Chỗ này có nhiều người đeo kính. Mọi người gọi câu này à? Câu này hay đấy, câu này hay đấy. Kính gì? Kính bình thường thôi. Tớ nghĩ là có không nhiều. Có nhưng mà không nhiều. Tạm dừng nhá. Tôi là điều viên. Ồ, ồ, chết rồi, lộ rồi. Mọi người che mặt đi. Đừng cho hắn ta bất cứ thông tin nào. Tự nhiên cho bạn. Thực ra nhá, à, lúc nãy là bọn anh chơi quên đấy. Thông tin đấy không đúng nhá. Thời điểm viên tôi sẽ phân tích, đưa ra thực tận thôi. Okay. Nghĩ Linh bảo là đầu ngày chỗ này rất là đẹp. Các bạn. Rồi, ai đấy bảo là chỗ này rất là nặng. Có nhộn nhịp không? Nước đôi, sóng gió. Hỏi cái và tôi đang suy nghĩ là tại sao lại các bệnh về mắt? Lại có đeo kính hay không? Khó xác định. Thực ra chỉ có câu đấy mới đúng thôi. Tất cả câu đấy là hướng hết. Tôi đang nghĩ rằng là đấy là có hai sự lựa chọn tôi đang phân vân. Đấy là bến cảng. Và quan chắc chữ sai. Tôi nghĩ là bến cảng. Tốt chưa? Tuyên bố một cách trang trọng là tôi chốt phương án cuối cùng, trả lời cuối cùng thôi là tin báo không có chuyện gì nghĩ nha. Tôi chốt là bến cảng. Quay rồi. Thế rồi, cái nhấp đôi của tôi lộ rồi. Thật ra là không phải tôi muốn nhận trọng trách hỏi đầu đâu mà mọi người cứ đùn đẩy cho tôi ý. Thế là tôi đành phải hỏi trước. Hỏi đi. Chỗ này có nhiều gỗ không? Hỏi anh. Quên nhìn được cái anh không? Chắc là hỏi anh đấy. Hỏi cầm. Oh. Chỗ này có nhiều gỗ không? Không phải không? Tôi đã định hỏi cô này mất. Không phải phải không? Nước đôi chăng? Cái vũ. Em có nên trả lời nước đôi không? Có. Trả lời mọi người hiểu là được. Ok. Thì
Tùy nhưng mà nhưng mà nhưng nhớ trải nghiệm thực tế của tớ thì chắc là sẽ nhiều bộ đấy. Trải nghiệm thực tế rất nhiều bộ nào anh Thành? Tôi muốn hỏi chị Hoa. Đa phần những người ở đây sẽ thường mắc căn bệnh. Rất hay. Những người ở đây có khả năng mắc những căn bệnh, đó là căn bệnh chật. Chật cái gì thì không biết. Chật là CHTR. Kiểu chật khớp á, hay là kiểu cái bạn biết chật trội. Đấy, bệnh mà. Bệnh chia sẻ TTR. Nó là không phải cái bệnh mà nó là chật kiểu đang tưởng tượng đang đi nhưng hụt một phát, thế là mọi người bị vã lây ấy. Bệnh thứ hai là họ có thể dễ mắc phải đấy là bị điếc tai do có thể là chỗ này nó phát ra âm lượng lớn đấy chuyển động. Và bệnh thứ ba nhiều bệnh thế nhỉ? Phát ra chứng minh sự trong sạch. Nó hơi hỗn loạn. Người này làm cái này, người kia làm cái kia, nó sẽ dẫn đến cái trường hợp nó bị chật. Đủ trong sạch chưa? Đủ sạch chưa? À chưa đủ đâu, hơi thừa rồi. Nách tiếp tục. Nghe đúng không? Hỏi chị Ly đi. Okay. Nghe từ anh là sợ lắm rồi. Ok, đấy. Tôi đang chị rồi. Chị Ly chưa được hỏi. Chỗ này người ta có cho hút thuốc lá. Chị nghĩ là không ai cấm. Nhiều hút thuốc lá cũng dễ cháy lắm. Chị nghĩ là không ai cấm. Cháy lắm. Còn tùy vào ý thức của người ta mà không ai cấm. Trong những người đang chơi, có ai mà khi em nghĩ đến họ em biết nơi này không? Mà em thấy họ có liên quan đến nơi này không? Những người đang chơi ở đây. Trong những người đang chơi ở đây. Trong 7 người này. Em nhớ có. Ok. Em ạ? Còn ai chưa hỏi? Em nói được không? Em được không? Em được không? Em được không? Thành được không? Em được không? Em được không? Mọi người có dành nhiều thời gian để không? Nhiều đâu. Thì nó sẵn biệt tình của những người. Khảo quan của cá nhân người trả lời chứ. Tôi nghĩ là nếu mà họ thấy hợp, họ sẽ ở lại đây rất lâu, không ai cấm. Vô thường vô phạt. Không ai phản sợ đâu đâu. Như Minh Linh họ trả lời như thế thì tức là cái nơi này nó đều như là lúc nào nó cũng mở cửa. Đấy. Tức là định tính thời gian của Mỹ Linh là lúc nào cũng xác định thời gian. Em cũng chưa nghĩ đến nhưng mà... Có cái gì hỏi cô đấy. Thôi. Hỏi Thành đi. Chúng em người ta có hay được nhau không? Không biết. Hỏi bố bơ, trả lời có hay không? Sao vậy? Có xung đột là dễ đánh nhau lắm. Hả? Có xung đột là dễ đánh nhau lắm đấy. Không, kể cả không có xung đột. Tức là Bình chỉ hỏi tôi, chỉ hỏi kiểu... Anh hỏi tôi có đánh nhau hay không? Tôi trả lời anh. Tức là tôi hỏi là ở đây người ta có đánh nhau không? Tức là người có thường xuyên đánh nhau không? Thường xuyên đánh nhau không á? Khó nhỉ? Không thường xuyên như thế, nó đôi. Không thường xuyên lắm. Ok. Có một câu hỏi người mà họ nhanh lên khoảng 1 phút 30 giây. Mày đã hỏi tao là tao có phải không? Vẫn còn kịp nữa. Để chơi chứ đấy. Kiểu giấu câu hỏi bằng một câu hỏi mà nhìn có vẻ không liên quan. Bây giờ hỏi anh Vũ đi. Ok. Em cảm thấy em không biết hả ai. Nếu như mà em đang đói bụng thì nơi này có phù hợp với em không? Đói à? Em đói. Anh nghĩ là nó sẽ không phải là, ví dụ anh sẽ trả lời nếu là anh mà đói nhá, thì anh nếu anh ở đây mà anh đói anh thấy nó sẽ, anh sẽ thường sẽ phải người cũng đúng như vậy, chung là không chung khác đi. Tôi muốn hỏi
Cầm. Ai là người liên quan đến chị Khải? Khó nhỉ? Mới lên rồi có chào hỏi sao? Có lẽ là không chắc. Dừng nhá. Dừng. Ok, rồi rồi. Anh vốt. Anh vốt cầm. Rồi. Sao nào này? Vì anh có hai dữ liệu để có thể chốt rồi. Một. Một. Hai. Ba. Nhưng mà bộ anh tưởng là chốt là chốt là đa số. Không, đấy là phải qua. À, hiểu rồi. Sorry. Tiếp tục ghê. 15 giây. Cần phải tiếp tục. Em. Em. Giờ anh giơ tay. Bây giờ em giơ tay. Đúng. Thế còn một người nữa. Em là survive. Ok, tiếp tục rồi. Này, tức là những dữ liệu nha. Ừ. Nhưng mà câu đầu tiên là đồng bọn cũng không phải nãy không hiểu gì rồi. Nhưng mà mọi người thì trả lời có vẻ ở chỗ rất đông lúc. Thì em có 3. Ui ôi, cái màn này là 3. Một là con chân sai. Anh kể lắm quá. Hai là subway. Và stadium. Nhưng mà em sẽ chọn stadium. Tại là tại vì đồ ăn bảo là có ăn được đấy không này, ăn được nhưng mà chắc là sẽ không ai ở đây ăn đúng không, trước đó đúng không, xong anh cũng hỏi là có ai liên quan đấy không đúng không, thì trong ba cái phân vân đáp án phân của anh thì chắc đang hiểu em thôi. À vậy là em nghĩ là em biết đúng không, xong rồi anh cậu cũng bảo là kiểu chưa quen mọi người đấy. Nên là không biết. Nên không biết. Em đã xây dựng. Em có chốt không? Em chốt là xây dựng. Yeah. Đừng như cậu không hiểu ý mình rồi. Em là người quan trọng. Hiểu những tuổi trẻ cô. Đã được tạo ra. Em đây. Con người liên quan ở đây ấy, không phải mình mà là chị. Chị là con gì? Không. Ý anh ấy, ý anh là em. Bởi vì cái liên quan này không cần hiểu về em, bởi vì tên em là Cầm. Cầm ai? Ôi. Ôi. Anh hiểu không? Anh hiểu không? Em hiểu. Okay. Không nghĩ tới luôn. Mãi cầm tới. Tại sao lại nhau? Thì ủa, cũng có thể là ông xa đi, ông xô xa. Nói chung là so với những nơi này thì cái nơi kia cũng dễ đánh nhau hơn một tí. Ok. Thế là được tăng rồi. Thằng cầm. Em rất là iconic ấy. Em không nghĩ đến luôn. Kiểu chờ vừa hỏi cầm xong là em định vốt cầm luôn. Ừ đúng không? Em định vốt cầm luôn. Nhưng mà phong cầu có cái câu anh hỏi là đánh nhau không? Bệnh ấy. Bệnh ấy? Cái em còn nói cái cầm không? Cái gỗ dễ mà. Ok rồi. Không, tất cả là mình là người nhìn bài. Đúng rồi, em không được nhìn lộ liễu quá. Một người biết tên nó là Dương Cầm. Ô, thế luôn á, thế luôn á. Cái bọn đấy. Tên em là Dương Cầm đấy. Dương Cầm. Thì mặt nữa đây. Mình không. Mình không chơi nữa. Cảnh. Đủ rồi. Trước khi vào game thì Ly có nói là Thủ anh là một người đáng nghi về mặt không có cảm tình lắm. Thì sau khi chơi game xong, Ly còn cái cảm giác đấy không? Có, vẫn còn nguyên. Thì đúng là như thế thật mà. Nói chung là tôi không thích trò chơi này. Tôi thích làm người tốt, tôi không thích làm spy. Tại sao mà có thể chơi với trò? Nhưng mà đã lần nào phải làm spy đâu đúng không? Nhưng mà nó rất là đau tim ý. Tôi thì cảm giác của tôi là tôi thấy tất cả mọi người đều chính trái cả. Chỉ riêng mình tôi là tôi như thơ vô tội thôi. Ai có nhưng mà thật buồn là tôi đã phải vào spy. Anh có rút ra bài học gì sau khi chơi trò game này? Bài học là vẫn nên làm một đứa giấy trắng. Sau khi chơi xong thì anh cảm thấy thế nào? Anh cảm thấy đây là những người mà anh không bao giờ có thể tin ở ngoài đời đâu. Chính xác. À không, cái đấy là... không. Đóng mạnh không, nhưng mà cái đấy quay lại câu chuyện khác. Nhưng trong trò chơi thì những cái trò chơi như này thì sẽ không thể tin ai được. Mình chỉ có thể... Đúng. Bạn cảm thấy thế nào? Mình phải luôn có một cái tư duy là nghi ngờ mọi người. Bạn cảm thấy thế nào nhưng mọi người nghi ngờ bạn quá nhiều lần? Nhiều lần á? Anh cảm thấy cái sự trong sáng của anh nó bị xúc phạm không? Không bị, cảm thấy kiểu bị không được tin tưởng. Sau khi mà trò chơi kết thúc thì chúng ta đã có được 3 tìm được 3 điệp viên trong số 7 người. Quả là một con số nhiều. Ôi các bạn điệp viên của tôi, các bạn nghĩ thế nào? Em chuyển nhỉ? Tôi không thể chơi. Tôi thấy trò này là hợp đúng rồi đấy. Đặt chân được bắn đấy mọi người. Trời ơi, tôi bị cảm. Chơi đi mọi người, chơi đi mọi người.
Tạm biệt, bye bye. Thì đấy anh chưa ra học khu vực. À thế à? Không, anh định kiểu tạo quiz là anh có ở lại không anh? Kiểu thứ nhất ở lại. Ừ. Các bạn ạ, không ai chơi với mình nữa rồi. Nhưng mà nếu các bạn vẫn muốn chơi với mình thì hãy like và subscribe cho kênh của mình nha. Có rất nhiều video hay ho đang ở phía trước. Bye, bye bye. Đừng like. Đừng like à, đừng like, đừng like. Đúng là đây chắc sẽ là lần đầu tiên anh khán giả của Board Game Day được nhìn thấy anh có lời chia sẻ nào gửi gắm tới họ không? Công nghiệp quá.